Nam diễn viên Huy Ma vừa bày tỏ bức xúc khi thông tin mắc HIV bị báo chí Thái Lan đăng tải. Anh nghi ngờ có người hãm hại khiến cuộc sống của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nam diễn viên Huy Ma mới đây khiến người hâm mộ và cộng đồng mạng dậy sóng khi liên tục đăng bài bày tỏ sự bức xúc về việc thông tin cá nhân bị phát tán. Theo Huy Ma, anh nghi ngờ có người cố ý hãm hại khi nhiều trang báo Thái Lan bất ngờ đưa tin về việc anh mắc HIV. Đảm bảo có người hại mình về Việt Nam không dám về mà bây giờ lại lên báo Thái Lan như vậy, coi như đời tôi chấm dứt tại đây. Huy Ma viết trong một bài đăng trên trang cá nhân thể hiện rõ sự chán nản và tổn thương. Khoảng 3 tháng trước, Huy Ma đã tự công khai về việc bị nhiễm HIV trên kênh YouTube cá nhân của mình. Anh hiện sống một mình tại Thái Lan và cho biết rằng quyết định công khai này nhằm mục đích khuyến khích mọi người đối diện với căn bệnh thế kỷ. Tuy nhiên, khi thông tin được lan truyền rộng rãi trên truyền thông Thái Lan, nam diễn viên sinh năm 1989 bày tỏ lo lắng và cho rằng cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm. Trên mạng xã hội, Huy Ma cũng đăng tải những dòng trạng thái tiêu cực, gầm mắng chỉ sự tuyệt vọng. Chút hơi thở cuối cùng tại một căn phòng nhỏ giữa lòng Bangkok trong thanh thản và bình an, anh viết. Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng động viên, khích lệ tinh thần của Huy Ma, mong anh giữ vững tâm lý tích cực. Nhiều người đã để lại bình luận động viên, an ủi Huy Ma và anh cũng đáp lại với lời cảm ơn cho biết cơ thể đang trải qua những cơn đau liên tục. Tích cực lên em ạ, sao vậy, đừng suy nghĩ như vậy, phải cố gắng lên, hãy làm những điều có ý nghĩa em nhé, đừng bi quan và sợ hãi, cố lên. Vài tháng trước, trong một lần chia sẻ, Huy Ma đã rơi nước mắt tâm sự. Huy mong mọi người nhẹ tay với một người mới mắc bệnh thế kỷ như Huy, chỉ mới phát hiện tầm 3 tháng. Và Huy cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị đã động viên, ủng hộ tinh thần Huy thời gian qua. Huy rất muốn sống cuộc đời còn lại nhẹ nhàng và không mang nhiều nỗi đau nữa, bởi Huy khao khát được sống và có một sức khỏe. Huy làm clip này để muốn nhắn nhủ các bạn rằng, lỡ may các bạn có chuyện buồn thì đừng buông xuôi như Huy. Soobin trong tiệm bánh Hoàng tử Bé tiết lộ anh nhận được nhiều câu hỏi về lý do mắc bệnh. Nam diễn viên chia sẻ, nếu nhiều người mắc căn bệnh này chia sẻ bản thân không may mắn, thì riêng Huy Ma, anh đã biết bản thân có nguy cơ mắc bệnh. Huy là một người biết mình có nguy cơ, nhưng vì Huy gặp nhiều chuyện buồn quá, không có tiền nên mình mới buông xuôi luôn lúc đó. Huy Ma chia sẻ. Huy Ma tên thật là Lê Đức Huy, sinh năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Huy Ma là nghệ danh được nghệ sĩ Minh Nhí và Hữu Châu đặt cho. Trước khi là diễn viên, Huy Ma từng học quản lý nhà hàng và khách sạn. Dù từng tham gia khóa đào tạo diễn viên chuyên nghiệp và được khen ngợi về khả năng diễn xuất, anh vẫn chưa thể bật lên thành ngôi sao. Ngoài diễn xuất, Huy Ma còn lấn sân âm nhạc với các sản phẩm như single Thầm Yêu và album Cậu Bé Hạt Tiêu. Anh từng hợp tác với nhiều diễn viên nữ nổi tiếng như Tam Triều Dân, Khả Ngân, Lily Luta và từng dính tin đồn yêu đương với Khả Ngân. Huy Ma cho biết, anh chọn sống ở Thái Lan vì sợ những lời đàm tiếu ở Việt Nam sẽ khiến bản thân buồn. Anh muốn tìm kiếm sự bình yên và tránh xa những lời phán xét không đáng có. Câu chuyện của Huy Ma là một minh chứng cho sự can đảm và tinh thần đối mặt với thực tế. Anh mong muốn tìm được sự đồng cảm và ủng hộ từ cộng đồng để tiếp tục cuộc sống và sự nghiệp của mình.